Triệu Lệ Dĩnh 5 lần 7 lượt từ chối tham gia Sở Kiều Truyện phần 2. Nghe xong lý do ai nấy đều thương. Sở Kiều Truyện là siêu phẩm từng gây bão trên màn ảnh Hoa Ngữ năm 2017. Bộ phim cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh leo lên được ngôi vị nữ hoàng rating. Thế nhưng theo thông tin mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối đóng Sở Kiều Truyện phần 2 ít nhất 5 lần. Dù đoàn làm phim vẫn kiên trì không bỏ cuộc mới cô về tiếp tục làm phần 2. Như tờ báo 163 và QQ đưa tin, gần đây phim Sở Kiều Truyện đang khởi động làm phần 2 nhưng lại chẳng thể giữ nguyên dàn diễn viên ban đầu. Đặc biệt đoàn phim đã bày tỏ thiện ý, từng 5 lần đến gặp Triệu Lệ Dĩnh để bàn bạc về chuyện cô sẽ đảm nhận vai nữ chính. Nhưng mỹ nhân này đều từ chối đóng Sở Kiều Truyện phần 2 vì đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng. Mặc dù bị từ chối nhiều lần nhưng phía ekip vẫn nhất quyết kiên trì đến cùng. Thỉnh thoảng họ lại hỏi xem Triệu Lệ Dĩnh có thể sắp xếp được lịch trình để nhận lời hay không. Nhưng qua sự việc này, ai cũng dễ dàng nhận thấy phía đoàn phim rất có tâm và mong muốn được hợp tác với nữ diễn viên họ Triệu. Bởi lẽ khi có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Sở Kiều Truyện phần 1 đã rất thành công và được nhiều khán giả quốc tế quan tâm. Tuy nhiên, tới tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh thì điều này rất khó xảy ra. Bởi lẽ trong thời gian qua, rất nhiều tin tức về Triệu Lệ Dĩnh đang có ý định chuyển hình và muốn thử sức với những vai diễn mới. Khôn còn mong muốn đóng phim thần tượng. Người đẹp đang muốn thử sức để có cơ hội đột phá diễn xuất của bản thân. Bởi vậy, việc Nam Sam Sam sẽ không xuất hiện trong phần 2 của Sở Kiều Truyện cũng là điều chúng ta phần nào dự đoán được. Thời điểm Sở Kiều Truyện lên sóng đã tạo nên cơn sốt rất lớn. Khi chỉ sau 36 giờ, thì bộ phim đã đạt được lượt xem là 1 tỷ. Sau khi kết thúc 67 tập, Sở Kiều Truyện đã có lượt xem online là 43 tỷ. Và cho đến hiện tại, thì con số này đã là 48,9 tỷ. Đồng thời, rating trung bình của bộ phim cũng rất ấn tượng, khi lên đến 1.741%. Sở Kiều Truyện đã thắng ở hạng mục phim của năm tại Weibo Thỉnh Điện và phim truyền hình hay nhất tại giải Kim Tưởng Thụ. Tại lễ trao giải của Tencent, Nam Tiểu Hoa đã được xướng tên ở hạng mục diễn viên truyền hình của năm và Lâm Kinh Tân cũng không kém cạnh khi đoạt được giải nam diễn viên nổi tiếng nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.